Welcome to cây dừa nằm. Rồi bây giờ là welcome home luôn. Let's go. Đây là khu du lịch nè. Có xe đẹp không? Này, có bản số mấy cái số xe mình là sao? Bây giờ chúng tôi quay về nhà trọ xong rồi tắm hay là gì đó, thay đồ xong rồi cắt kiểu xong rồi chúng tôi lại đi ăn cơm rồi xong rồi ra bến tàu rồi chờ xe về.
đòn máng lên xe. Dạ, dạ. Còn hai chiếc nữa, chiếc cái sao tới, một chiếc cái sao tới còn. Sợ để hỏi trong nhà chắc có coi còn cái khóa xe cua nào không, còn không á thì mình ở đây tiếp một nữa. Hôm qua ra cho tôi có cái một hả, công phá ngày công phá được cái một hả. Ủa thấy không, hay gì chưa? À, cái một á là mình cái một á. Mía kìa thanh niên mày mua vàng ly đây. Mua tới giờ tốt có 500 ngàn cả. Ừ. Rẻ vậy? Đi đây. Tốt có 500 ngàn. Chạy em mình. Được không mấy thanh niên? Tao đi ra đầu tiên vậy.
anh ra cuối cùng nè. Kỹ thuật chút xíu mấy bạn ơi, là các thanh niên hồi sáng rồi đi là không có giữ gì khóa, không biết là ui cho nên rất là hy hữu. Vô tắm hai đồ nhanh nhanh nha, 1 giờ đó kìa. Mày đưa ngã tắm trước đi rồi sao mấy đứa ơi, tiết học đi xe mình là 1.9. Ok, còn dư 200 Yeah.
đồ nhanh đi. Thôi tắm thay đồ đi. Tắm chung đi. Chút xíu nữa là các thanh niên dồn vào một phòng không thể lùi nha.